Giảm Hiếu xe đạp Nhật Bản chào các bạn nha, đã quay trở lại với video tiếp theo của em các bạn ơi. Hôm nay cuối tuần, chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha các bạn. Có một ngày thật vui vẻ bên gia đình ha. Hôm nay lại lên cho các bạn một con siêu phẩm nha các bạn. Đây là một con Kuota thương hiệu của Ý ha các bạn ơi. Một con Kuota full carbon nha các bạn. Đó, một chiếc xe rất là đẹp các bạn. Chiếc xe mới tinh các bạn ơi, chiếc xe đấu giá các bạn ơi. Đó, chiếc xe rất là đẹp nha bạn, các bạn đợi em quay chi tiết em sẽ báo giá cho các bạn ha. Đó, con Kuota Camaray nè các bạn, em bán rất là nhiều trên kênh của em rồi các bạn ơi. Đó, con xe này em đánh giá cái độ mới con xe này với 98-99% nha các bạn. Đó, con xe rất là đẹp nha các bạn ơi, để em quay chi tiết em sẽ báo giá cho các bạn ha. Rồi đây đầu xe nè các bạn, đây đầu tiên là cái bộ tay lắc của nó ha các bạn. Đây Shimano 105 5007 nha các bạn ơi. Đó, cao su nè, rất là mới luôn các bạn. Tay cầm nè các bạn ơi. Đó, tay lắc nè. Đó, dây quấn rất là mới luôn các bạn ơi. Đó, toàn bộ là zin theo xe hết nha. Đây, cái tay lái bô tang của Deda này, của hãng Deda Ý nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, tay lắc bên đây ha. 105. Đó, hoàn toàn không có một tì vết nào luôn các bạn ơi. Rất là đẹp các bạn. Đó, thấy không? Đây cạnh thắng của em nó đây, Shimano 105 ha, rất là mới luôn các bạn ơi. Đó, thì em này vỏ trước của em nó là đi một cái vỏ là Victoria Sapphire ha bạn, 723C ha. Cái vỏ này phải còn trên 95% nha các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Niền của em nó đây nè, thì em nó đi một cặp niền rất là nổi tiếng của Ý các bạn, Fulcrum Racing 7 các bạn. Đây Fulcrum Racing 7 các bạn ơi, cặp niền nhôm cực kỳ là cao cấp luôn các bạn. Đó, đây má này là trắng tinh luôn các bạn ơi. Tâm là tâm inox sơn tĩnh điện ha. Rồi đùm bạc đạn ha, đùm bạc đạn ha các bạn. Mở nhanh nè các bạn ơi, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, con xe cực kỳ đẹp nha các bạn. Con xe này cũng gọi không tì vết các bạn ha. Đây càng của em nó đây, càng trước nè, Kuota full carbon ha các bạn. Đây tới những cái cọng dây nè, có cục cao su Kuota đỡ lại ha, tránh ma sát dầu sườn ha bạn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, chén cổ Kuota đây ha. Đây, xe full carbon ha bạn. Thì cái size xe này là size 48-52. Cái size xe này cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn từ 1m6 tới 1m7 các bạn chạy con này là quá đẹp luôn các bạn. Đó, bạn thấy không? Nó làm cái sườn, khung sườn của em nó làm rất là đẹp. Đây, đó, làm hình tam giác này ha bạn, rất là đẹp luôn. Em này sử dụng chất liệu carbon fiber monowear các bạn ha, fiber monowear 12k, chất liệu carbon rất là cao cấp luôn. Camaray nè các bạn ha. Đó các bạn, nãy giờ em quay thấy khung sườn của em nó không tì vết luôn nha các bạn. Đây cái gọng nước zin theo xe ha, zin theo xe từ bên Nhật về ha bạn. Đó, Kuota, cái hãng Kuota rất là nổi tiếng ha, rất là đẳng cấp các bạn. Dây ẩm sườn nè các bạn ha. Đó, cốt yên của em nó cũng cốt yên carbon luôn ha bạn, Kuota đây ha. Yên của em nó là yên Kuota của Ý luôn nha các bạn. Đó, yên này mắc yên Italy luôn nha các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đây càng thắng Shimano 105, bạn thấy không? Đây, còn những dòng Kuota nó làm cái sườn đứng của em nó rất là đẹp. Đây cái sườn đứng nè, làm rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, Kuota này ha bạn, carbon monowear, bạn thấy không, rất là đẹp. Các bạn đợi em quay cái mặt xe bên kia xong, sau đó em sẽ quay cái bộ truyền động cho bạn xem ha. Đây em quay cái mặt bên đây cho bạn xem trước. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Mày nói em xe này không một tì vết luôn ha. Đây dây âm sườn nè. Đó, bạn thấy không, Kuota các bạn. Cái size số con này rất là đẹp các bạn. Đây, đây là có cái tem an ninh của Nhật nè, chủ cũ người ta bán lại, người ta chưa có lọt cái tem an ninh của Nhật luôn nha các bạn. Đó, Italia nè ha. Đó, carbon rất là đẹp luôn các bạn ơi, cực kỳ đẹp nha các bạn. Bạn thấy không, con xe không tì vết luôn ha. Đó, bạn lấy con này là khỏi chơi luôn, như một chiếc xe mới. Thì em này đi về đây có một bộ giấy tờ đây ha. Đây, cái này em sẽ gửi kèm khi em giao xe cho các bạn. Đây là có cái khóa nè, cái khóa zin của Ý luôn nè các bạn ơi, đi theo xe luôn ha. Đó, xài mã số ha các bạn. Đó, em sẽ gửi kèm hết cho các bạn ha. Đây, các bạn. Đó,
vỏ dĩa Shimano 105 hạt bạc đạn chục rỗng đây, rất là đẹp nha các bạn. Bi đan nè, bi đan Shimano ha bạn, bi đan Shimano đó, bi đan đây bạn thấy càng của em nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái sườn của em nó nhìn rất là chuẩn luôn các bạn ha, không có một tí vết đâu luôn các bạn, rất là đẹp. Em này đi full hết là Shimano 105 5007 ha. Đó. Đây, để em lại dựng cái chống lại. Đây các bạn. Xe cực kỳ đẹp. Đó. Đây, bánh sau của em nó cũng đi một bộ bánh là Fulcrum Racing 7 các bạn. Một cặp bánh rất là cao cấp của Ý ha bạn. Bánh nhôm rất là cao cấp của Ý ha. Đó, bánh mới tinh. Thì em này cái vỏ của em nó cũng là vỏ sau của Victoria Sapphire 723C ha. Đó. Thắng sau Shimano 105 5007 đây. Đó thì em này đi 2 4 6 8 10 10 lít ha bạn. Lít của em nó là gần như mới luôn các bạn ơi. Mới tinh luôn các bạn ha. Mới tinh luôn. Chiếc xe cực kỳ đẹp. Cái lít này lít Shimano 105 in da bằng ha. Rồi. Cái cùi sang lít nè, Shimano 105 5007 mắc in da bằng ha các bạn. Đó, mới tinh luôn các bạn ơi. Mới tinh luôn, không có một tì vết nào luôn ha các bạn. Dây sơn nè các bạn ha, dây sơn này là dây sơn Shimano luôn ha các bạn, dây sơn Shimano luôn đó, này là dây sơn Shimano luôn 5701 5704 nha các bạn, rất là đẹp luôn dây sơn đó, các bạn thấy không, dồi dĩa của em nó đây ha, bê đan nè, bê đan Shimano ha các bạn, mới tinh ha các bạn. Bê đan này có đẹp, các bạn có thể đi giày thể thao hoặc đi giày can nha các bạn, giày thể thao hoặc giày can ok hết ha. Đó, vỏ dĩa là Shimano. Cái vỏ dĩa thông số là 5034 các bạn. Thông số rất là đẹp. Vỏ dĩa Shimano 105 5007, cái sàn dĩa nè, Shimano 105 5007 luôn ha các bạn ha. Đó. Chung em xe rất là đẹp nha các bạn. Nhìn bộ clip của em nó là ghiền luôn các bạn ơi. Đó, em nhìn bộ clip của em nó là rất là ghiền luôn các bạn ha. Đây. Các bạn thấy không? Cực kỳ mới luôn nha các bạn. Em này đi bánh là bạc đạn cối nổ ha bạn. Rồi em sẽ test chớn cho các bạn xem thử ha. Đây em sẽ test chớn cho bạn xem thử. Em sẽ quay nhẹ thôi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Rất là chuẩn luôn các bạn ơi. Cực kỳ chuẩn và chớn của em nó đi cực kỳ là ngon luôn các bạn. Bạn thấy không? Niềm của em nó nè. Đó. Bánh đi cực kỳ là chớn luôn các bạn ha. Bạn không lấy con xe này lấy con xe nào nữa các bạn. Các bạn muốn có một con xe mới á thì lấy con xe này rất là hợp lý luôn nha. Cái con xe nào như mới luôn các bạn. Đây là một hàng trưng bày của bên Nhật nha các bạn. Đó, đây là một con xe trưng bày bên Nhật nha các bạn. Đó, em quay rất là nhẹ, quay có vài vòng thôi mà đi chớn rất là ngon nha các bạn. Con này các bạn đạp tốc độ rất là ok các bạn. Dành cho các bạn đi xa, đi đường xa, đi cà phê ok nha các bạn. Đó. Vậy em đợi nó dừng lại cũng hơi lâu đó các bạn ơi. Đợi dừng lại rất là lâu. Đó. Xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Kuota này em đã bán rất nhiều trên kênh của em rồi các bạn. Đó. Em bán Kuota trên kênh của em rất là nhiều các bạn. Nhưng mà em gặp con này là nó quá đẹp các bạn. Con này nó quá đẹp, nó quá mới đi các bạn ơi. Con này nó quá mới luôn. Đó, khung sườn trên của con Kuota này cực kỳ đẹp, bóng lưỡng luôn các bạn ơi. Cực kỳ đẹp bóng lưỡng luôn ha. Đó. Bạn thấy không? Bi đan Shimano mới tinh luôn các bạn ha. Đó. Rồi, đây là cái bộ giấy tờ của em nó đây các bạn ha. Bộ giấy tờ của em nó. Rồi các bạn chốt xe em sẽ kèm theo cho các bạn ha. Đó, bây giờ em quay tổng quan một vòng lại một lần nữa cho bạn xem từ trên xuống dưới con Kuota này, sau đó em sẽ báo giá cho các bạn. Đây, em quay từ trên xuống dưới một cái nữa nha. Shimano 105 5007 tay quấn nè, rất là đẹp, zin theo xe luôn ha. Đó, tay lái là của Deida. Deida mã RRHM01 các bạn, cực kỳ cao cấp luôn ha các bạn. Đó, tay cầm mới tinh luôn các bạn ha. Đó, em xe này hầu như là không tì vết nào luôn. Đó, sườn của em nó đây. Sườn của em nó đây. Cái này mà em đem ra ngoài nắng em quay cực xe cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cái này các bạn chạy ngoài nắng xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Và cái size số của xe này cũng rất là đẹp các bạn.
48-52 các bạn ha. 1m6 từ 1m7 các bạn chạy con này quá chuẩn luôn các bạn. Đây, mặt bên đây của em đó nè. Các bạn thấy không? Con xe trắng tinh, mới tinh luôn các bạn ơi. Đồng dĩa nè. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Rồi nãy giờ em đã quay kỹ lắm rồi các bạn. Đó. Bây giờ em quay rất là kỹ rồi ha các bạn. Đó. Test chớn lại cho các bạn coi một lần nữa. Đây. Quay nhẹ dài vòng cho các bạn coi một lần nữa cho cái độ chớn của em nó. Đây các bạn ha. Đó. Các bạn thấy không? Cái chớn của em nó đi cực kỳ là cao luôn nha các bạn. Bạn thấy không? Rồi các bạn nào chốt con xe này thì alo cho em nha, 0975158377 nha các bạn. Rồi con xe này em chốt cho các bạn hơn 30 triệu nha các bạn. Hơn 30 triệu. Các bạn nào chốt xe này thì alo cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nha, số điện thoại 0975158377. Số điện thoại có để dưới phần tiêu đề luôn nha các bạn. Đó, rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn những video clip sau. Bye bye.